Movie Geek trở lại rồi đây và cùng tụi mình khám phá chiếc phim đang rần rần giới điện ảnh luôn nào. Sau buổi họp báo ra mắt phim, mê quá nên review liền đến các bạn đây. Avatar dòng chảy của nước chỉ có thể tóm gọn trong một câu, hay không uổng chờ hai thập kỷ, hết. Những điểm hay kể ra phải nói đến hình ảnh đầu tiên, gọn gàng, sạch sẽ, chân thực, xem chiếu định dạng iSmart chẳng khác nào đắm mình vào đại dương vĩ đại của Pandora. Cái nhân vật được thể hiện tốt hết mức, công nghệ không hề làm diễn xuất hay biểu cảm của diễn viên cứng nhắc hay máy móc. Nói chung, để nói về kỹ xảo thì Marvel và DC chỉ có thể gọi bằng cụ. Bàn về kịch bản hơi dài nhưng hàm sốt nhấn nhá đúng chỗ, cao trào được bồi đắp dần một cách hiệu quả trong thời lượng 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, phim phải hy sinh tính khó đoán của mình để có thể truyền tải câu chuyện trọn vẹn nhất. Phần ý nghĩa của phần 2 cũng vì thế mà dễ đoán hơn nhiều. Một số chi tiết trong đây có vẻ hơi thừa, nhưng biết đạo diễn Cameron đã vạch một hành trình hơi dài cho thương hiệu Avatar, những câu hỏi bỏ ngỏ là điều dễ hiểu. Người ta nói phần giữa của một thương hiệu nhiều phần phim thường là mắt xích yếu nhất, dù cần thiết để làm một đoạn dây dài, nhưng có vẻ Avatar đã chứng minh nó là một ngoại lệ đáng nể, kịch tính, gây cấn, tuyệt vời, đã con mắt, đánh trúng cảm xúc, không nói nhiều, 9,9099 trên 10 điểm, ra rạp thôi nào.